Rồi, hello, xin chào mấy anh, em đã quay trở lại nha. Chào các anh đến với kênh Đồ Nghề Bãi Nhật Mỹ. Đó, thì mấy anh mua hàng liên hệ qua số điện thoại 0777896639 Lý Ngọc Khánh nha, hoặc là sẽ có nhân viên nghe máy. Rồi, hình thức giao dịch bên em là như vậy. Giao dịch lần đầu tiên bên em thì mấy anh sẽ chuyển tiền trước. Còn anh nào muốn ship tới nhà trả tiền thì nói rõ là anh muốn ship code và sau đó ghi rõ địa chỉ số nhà để giúp em. Bên em sẽ bao ship hóa đơn trên 500.000. Nhưng những ai lần đầu tiên mua hàng bên em mà kêu ship tới nhà trả tiền đó mà hóa đơn trên 500, em cũng không bao ship nha. Rồi, mọi người nếu như sợ thì cứ đến số 137 xe 95 Trần Đình Xu, quận 1, cứ gặp em và mua hàng thoải mái, rất là vô tư, không thành vấn đề. Không mấy thì cứ qua xem, không sao hết. Rồi, thì mấy anh thấy cái video này hay, cho em xin cái nút like và đăng ký kênh. Em rất là cảm ơn những cái đóng góp, những sự ủng hộ và những lượt xem của mấy anh trong suốt thời gian qua, em rất là cảm ơn luôn. Rồi, em sẽ video đi vào cái video ngày hôm nay. Đó, ngày hôm nay là mấy anh sẽ thấy những cái món đồ là khá là lạ. Đây, em quay sơ nha. À, thì bên em á là có nhận hỗ trợ giúp mấy anh bán những cái món đồ nghề mà nếu như mà mấy anh không có sử dụng nữa thì mấy anh cứ đưa qua bên em sẽ hỗ trợ mấy anh bán. Giá cả mấy anh muốn bán như thế nào thì mấy anh cứ đưa ra giá. Đó, em không có mua lại nha, nhưng mà em sẽ hỗ trợ mấy anh bán. Còn cái số tiền mà bán xong đó, mấy anh có thể đổi cái đồ nghề bên em hoặc là mấy anh lấy tiền mặt lại, thì cái đó mình sẽ thương lượng. Rồi, đầu tiên 146.1 giá là 120. Rồi, 146.2 giá là 120 luôn. Thì cái ổ khóa này nè mọi người, đây là một ổ khóa bằng đồng nha. Thì hai ổ này cùng kích cỡ đều là size 40mm hết. Đó, một thằng của HIT, thằng còn lại là của AGE. Rồi, em sẽ đi vào luôn nha. Về cái anh của HIT này á, thì giá là 120.000 một ổ. Đây là một cái ổ khóa bằng đồng thao nha mọi người, size 40mm, hàng của HIT. HIT là một thương hiệu của Nhật và những cái ổ khóa của HIT, ổ này là sẽ gia công tại Trung Quốc nha, đóng chữ China, đó, siêu to khổng lồ. Còn hàng bên em từ trước đến giờ rồi, hàng khóa em nói rất là rõ. Cái ổ này khóa này bằng đồng cho nên á là mấy anh sử dụng ngoài trời mưa này, mưa gió này kia rất là ok luôn, chìa khóa không hết chìa luôn. Cái đây là cục 500 nha. Cục 500 em nó mạnh lắm, đó. Đây là cục 500 nha mấy anh. Đó, cục 500, ổ khóa bằng đồng, không có hết 500. Bằng ổ hít. Đó. Nói chung là mấy này là mấy anh xài ở ngoài trời mưa là thiên thu luôn á. Một ổ của hít. Những cái ổ này là số lượng là nó có giới hạn nha mấy anh, hết lô là hết luôn chứ nó không còn nữa đâu. Tại vì đây là em mua được cái lô ổ khóa này. Đó, size 40mm. Ổ của hít. Cái chìa này là bằng inox nha, không hết 500 luôn nha. Đó, mấy anh thấy không? Nó dính nhẹ này thấy không? Nó dính nhẹ là lý do là tại cái vòng này nè, nó bị nhiễm tự từ cái vòng này. Tại cái vòng này là nó bằng thép. Em sẽ đo cái kích cỡ của cổ khóa này nha. Size 40mm có nghĩa là cái bề ngang này nè mọi người, nó là 40 á. Đó, mấy anh thấy không, 40. Rồi, em sẽ đo nha. Cái sợi này nó có độ dày là 6 ly 3. Đó, bề rộng lòng trong là 20.8, bề rộng lòng ngoài là 33.5. 33.5. Đó, thì em đo cái kích thước như vậy thì mấy anh có thể xem là nó có phù hợp với cái mà mấy anh cần khóa hay không. Đó. Rồi, chiều cao tổng 60 mấy và độ dày của cái bụng này là 13. Đó, em đo rất là kỹ rồi nha, đầy đủ các chi tiết hết. Và đây là ổ khóa bằng đồng, hàng của HIT. Giá một ổ như vậy. Giá một ổ như vậy là 120.000. Đó, thì cái này là hàng lưu kho cho nên về mấy anh cứ xịt một ít R17 vô là xài vô tư không thành vấn đề. Rồi 7WD40 vậy đó. Mã là 146.1 giá là 120. Rồi, bên đây là 146.2 giá là 120 luôn. Thì hai ổ nó bằng cái kích cỡ với nhau. Bên đây là của thương hiệu AGE nha mọi người, cũng bằng đồng luôn. Đây, mấy anh nhìn nha, bằng đồng không hết 500. Đây, cái này hết nhẹ nè, tại vì cái vòng khuyên này nè mọi người, đó, của AGE. Còn cái thằng AGE này á thì nó sẽ là trên chữ này nó ghi là Hinaka Hồng Kông AGE Lock. Đó, hàng của Nhật nha, hàng của Nhật nha mọi người. Đây là thương hiệu của Nhật. Còn mấy anh có thể tham khảo cái thương hiệu này, AGE Padlock nè, No này kia, mã này mã kia đồ. Nếu như nói thì chắc có lẽ là trên thị trường hàng này là chỉ có bên em có thôi.
Còn cái ổ AGE này á, thì là ở dưới đít nó là không có, chỉ đóng mã số thôi chứ không có đóng chữ China hay chi gì hết. Còn bên đây á, là cái chữ này sẽ đóng Hồng Kông nè mọi người. Đó, nó gia công tại Hồng Kông. Mấy anh không tin nữa ổ này chất lượng thì mấy anh cứ mua cái ổ này về nha. Mua ổ đi, rồi sau đó mấy anh đem ra giũa. Mấy anh chỉ cần đem cái chìa thôi, không có cần đem cái ổ khóa đâu, ra giũa cái chìa khóa. Mấy anh là thợ khóa là nhìn là sẽ biết là ổ này là ổ xịn liền. Đó, em dừng lại cho mấy anh xem. Rồi, nghe tiếng đó này nha. Cái tiếng nó rất là chắc. Đây, hai ổ như vậy nè mọi người. Tuy là đồng size 40mm hết nhưng mà nó sẽ có khác nhau về kích thước với lại là hình dáng thiết kế, tại vì hai hãng khác nhau mà. Em sẽ đo lại cho mấy anh về cái ổ AGE này. Bên hông của nó, bề ngang của nó sẽ là 40 nè mấy anh thấy không? 40. Rồi, em đo nè, cái sợi này 6 ly mấy nè, nó cơ bản nó cũng giống giống nhau hết đó mấy anh. Đó, bề rộng lòng trong. Bề rộng kích thước bao bên ngoài này. Tính luôn cái chiều cao chỗ này, chỗ kia chiều cao ở trong này. Đó, chiều cao tổng. Và độ dày. Độ dày cái này thì nó dày thêm một dày hơn ít nha. Đó, thì giá cổ khóa này là 120.000. Bên em đang có hai cái size 40 này, bên em đang có hai kiểu ổ tùy nhu cầu sở thích, mấy anh thích chơi màu nào thì chơi. Thích chơi hiệu nào thì chơi. Đó, 146.1 và 146.2. Rồi, em sẽ để qua bên đây. Rồi, cái mã 146.3 thì là hàng này là của hương hiệu Son. Đó, giá là 90. Thì cái ổ khóa này nó bé hơn, nó là size 35. Tuy là mấy anh thấy là 35 với 40 nó chỉ là cái 5 ly thôi đúng không, nhưng mà nó khác nhau rất là nhiều nha. Khác nhau rất là nhiều. Đây, để mở ra cho mấy anh xem. Mấy anh thấy không, một thằng 30, thằng 45 đó, nó khác nhau nhiều dữ lắm á. Chứ mấy anh thấy 5 ly nó không bao nhiêu hết. Giá một ổ này là 90.000, thì cái ổ này nó bé thì mình có thể khóa tủ đồ nghề nè, hoặc là khóa cửa, khóa tủ quần áo đồ đó mấy anh. Đó, nghe tiếng nè. Đó mấy anh nghe không? Rất là hay. Ổ này cũng bằng đồng luôn, em thử cho mấy anh xem, nó dính cái khuyên nè. Thấy không? Cục 500 của em nó rất là khỏe nha, siêu khỏe luôn á. Một cái đầu búa này nặng 600g nha mấy anh. Hơi bị dữ á. Đó. Ở chính giữa nó hết nhẹ nè, mấy anh thấy không, nó hết nhẹ nè. Tại vì cái lõi bên trong của nó vẫn phải bằng thép nha. Ổ nào gì trơn á, cái lõi bên trong nó phải bằng thép, thép mà thép thép cứng luôn á, thì nó mới cứng được nha mấy anh. Còn nếu như mà bằng đồng bên ngoài thì nó mềm lắm. Đó. Giá là 90.000 cho một ổ. Ổ này size 35mm. Thằng Son này á thì là trên cái chìa của nó là như vậy nè mấy anh. Đó, trên chìa đóng mã số đúng không, mã số và đóng hiệu Son. Bên đây chỉ đóng hiệu Son, bên sau đóng mã và size. Thì cái thằng Son này á, nó sẽ là nó vừa đóng chữ này, nó đóng chữ China ở đây nè mấy anh. China nè, trên này nó đóng cái gì Senji nè. Đó, rồi 35mm nè, mấy anh nhìn cái chữ nó đóng nè, siêu đẹp. Rồi, em sẽ đo cái kích thước cơ bản nha. Đó, 5 ly, gần 5 ly. Bề rộng trong. Bề rộng ngoài. Chiều cao chỗ này. Tại vì em quay như vậy cho nó dễ, chứ còn em đọc là hồi nó nhảy số, làm tròn này kia đồ. Đó, thì quay như vậy thì có lẽ là mấy anh sẽ hình dung được về câu khóa, kích thước của nó như thế nào. Đấy. Giá của cái ổ này là 90.000 một ổ, 146.3, giá là 90. Thì bên em có bán từ trước đến giờ là 3 loại câu khóa AGE, HIT và hương hiệu Son. Đó, giá là 90.000 cho một ổ này, 146.3, giá là 90. Mấy anh ơi, với chúng mình cứ qua bên em mua hàng đi, thoải mái vô tư. Đó, 146.3, giá là 90. 146.4, giá là 180.000. Thì cái đồ cắt móng tay này em mới về rồi nha. Giá là 180.000 cho cái đồ cắt móng tay này. Đây là hàng của Kai. 146.4, giá là 180. Hàng Kai Made in Japan hàng hoàng nha. Và đây là hàng mới 100%. Đó, thì mấy anh rất là đáng cân nhắc để mua. Tại vì những cái món này đồ vải rất là hiếm. Với lại mà cho dù nó có đi nữa thì nó không có đẹp đâu. Mấy anh nhìn đồ mới nè, đẹp không? Mà có 120.000 à. Thì cái này mới về hàng lại nha mọi người. Đó, mấy anh nhìn cái chỗ giũa nó nè, đẹp chưa?
hàng cai made in Japan thép không rỉ. Chỗ này cũng vậy luôn, cai made in Japan thép không rỉ. Thì cái đồ cắt móng tay này là size to, size gia đình đó, mấy anh cắt móng tay móng chân đồ thoải mái vô tư. Và cái này siêu bén nha. Đó, nhìn đồ mới nè mấy anh, nhìn nó đã không? Đó, cái dưới này nó có cái hộp này nè mấy anh. Đó, thì cái hộp này á, mấy anh cắt á, cắt như vậy thì cái móng của mình nó sẽ dăng vô đây. Và những cái đồ cắt móng tay này nó rất là bén, siêu bén luôn. Mấy anh cắt một cái đúng không? Là cái đường cắt cái móng của mình á, là nó không có giống như là cái gì, cái ba via luôn á. Là cắt cái là nó ngọt ngào là mấy anh không cần dũa là luôn, rất là bén. Cái này bén rất là nhiều rồi. Thì mấy anh cắt phải không? Cái móng nó sẽ dăng ở trong này. Khi mà mình cắt xong á thì mình sẽ đẩy lên, mấy anh rút nó ra luôn cũng được. Mấy anh đi đổ cái móng nó đi. Đó, sau khi mà mình đổ xong thì mình đẩy nó vô lại. Đó, và mình cứ cắt thôi. Tại vì bình thường á, những cái này là chắc chắn là sẽ nằm trong phòng của mấy anh luôn, phòng ngủ hoặc là phòng khách gì đó. Là kế bên là không bao giờ có chuyện có thùng rác rồi. Mà cô không ai đi cắt móng tay mà ngồi kế thùng rác để cắt hết trơn á. Thường là mấy anh sẽ ra ngoài sân ngồi cắt này kia đồ, cắt xong rồi quét lại cho nó dễ đúng không? Nhưng mà mấy anh cắt cái này đó thì cái móng nó dăng như này nó rất là tiện nha. Giá là 180.000 một cái, 146.4, giá là 180. Hàng của Nhật, hàng mới 100%. À, hình này màu đỏ và cái này là cái hình núi Phú Sĩ nha mọi người. Đó, Fuji Japan. Made in Japan, giá là 180. 146.4, giá 180.000. 146.5 thì đây là một cái đồ cắt móng tay dùng để treo móc khóa. Giá của nó là 460.000 cho một cái. Thì cái đồ cắt móng tay này nó rất là nhỏ gọn. Thương hiệu này là thương hiệu Victorinox. Chắc ai cũng biết cái thương hiệu này rồi. Đây là hàng thị sĩ nha mọi người, Squidmate. Đó, hàng mới 100%. Thì cái này nó rất là bé nha. Nó bé lắm nhưng mà cái công dụng và cái độ bén của nó thì siêu bén. Đây, để em đưa vô chị cho mấy anh hình dung là hai cái móng tay nó sẽ như thế nào. Đó, nhưng mà cái độ bén và những cái vị trí cắt á, thì cái này với cái này nó ngang ngửa nhau nha, không nào hơn nào đâu. Còn xét về lâu dài á, xét về lâu dài nha, thì chắc chắn thằng Victorinox này sẽ hơn. Tại vì Victorinox là nó còn sản xuất da quân đội nha mọi người. Đó, giá là 460.000 cho cái đồ cắt móng tay này. Giá này rất là tốt nha. 146.5, giá là 460, hàng thị sĩ Swissmade. Đó, hàng mới 100% nha. Cái này mấy anh muốn xài là mấy anh phải cắt cái này ra đó. Đó, muốn xé này ra, 460.000 cho một cái. 146.6, giá là 189.000. Thì cái nhíp này, cái kẹp này mới về lại. Hàng cai made in Japan. Đó, thì cái kẹp này á, đây nếu như mà tên gọi đầy đủ của nó sẽ là một cái kẹp inox gấp xương cá. Cái này nó rất là đẹp nha. Cái này giá nó không có lên nha mọi người, vẫn 189.000, hàng Nhật, hàng cai luôn. Đây, hàng cai và là thép không rỉ. Cái kẹp này đã lắm, nó là gấp xương cá nha mấy anh. Đó, mấy anh nhìn nè. Tại vì á, xương cá nó phải dài. Đó, nó dài và có thể nó xéo như vậy nè. Những cái đốt xương á, những cái đốt xương xương sống á. Đó, mấy anh gấp theo. Nó rất là ok luôn và cái này gấp lên như vậy. Đó, mấy anh nhìn này nha, nó chạm nhau rất là nhẹ nhàng luôn. Và là hàng cai made in Japan thép không rỉ, rất là đẹp nha. Rất là đáng cân nhắc, cái này em bé rất là nhiều rồi. Thì ngoài công dụng gấp xương ra thì mấy anh có thể gấp làm những chuyện khác. Tại vì những cái kẹp nhíp của Nhật nó rất là gấp, nó rất là bám luôn. Giá là 189.000 cho một cây như vậy. 189.000. Mấy anh cầm trên tay nó chắc kinh khủng lắm. Mấy anh nhìn cái độ dày nữa nè, để em đo cho mấy anh xem nha. Cái này nó có cái độ dày là... Đó, mấy anh thấy nó dày kinh khủng không? Giá là 189.000 cho một cái này. 146.6, giá là 189.000. Thì giá này chưa bao gồm phí ship. Mà anh mua hóa đơn trên 500.000, bên em báo sẽ bao ship nha. Hóa đơn trên 500 bao ship. 146.6, giá 189.000. 146.7, giá là 139.000. Thì đây là một cái dụng cụ khui hộp, hàng của Kai luôn. Hàng Kai made in Japan. Cái dòng chữ nó made in Japan nè. Đó, Kai made in Japan này mấy anh không? Đó, tem chống hàng giả, thông tin đều rất là rõ ràng. Thì cái dụng cụ này nè, đây là cái dụng cụ đa năng. Đây, chỗ này nó dán cái lưỡi nè. Để em lấy ra bên ngoài cho mấy anh dễ hình dung nha. Đó, hàng mới 100%, chưa qua sử dụng luôn. Hàng mới. Những cái này xài nó rất là ok luôn. Mà cái hay nhất của nó, em thấy đó chính là cái này. Cái hay nhất mà nó, em thấy đó chính là cái này nè mấy anh. Cái công dụng mở hộp của nó. Cái bây giờ nha, đi là từ đầu đi. Đầu tiên là sẽ có cái đồ chỗ khu bia.
đó, một chỗ khu bia, ở khu rượu, nhầm, khu rượu giá 139.000 nha mấy anh. Đó, khu rượu đúng không? Cái này thì bật nắp bia nè, bật nắp bia lên. Rồi, 1, 2, rồi tới vị trí này đó chính là vị trí khui hộp. Đây, gá vô như vậy nha mấy anh. Gá vô như vậy, đó mấy anh nhìn này nha. Đó, mấy anh thấy rõ không? Đó, sau đó thì mình cứ gặt thôi. Đó, gá vô như vậy, cái này nó gặt như vậy. Rất là ok luôn. Rồi, và bên đây mấy anh sẽ thấy một cái ngoéo dùng cái như vậy. Cái này nè, dùng để bật nắp hộp, những cái nắp hộp, những cái nắp hộp mà cần khựa lên như vậy. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ nhì mà cái em lấy này nó rất là hay thật sự luôn. Tại vì như vậy nè, cái nắp hộp này đúng không, mấy anh nại lên. Mà bình thường á, ở trong gia đình, trong nhà bếp á, thường là sẽ những chị nữ. Mà chị nữ á, thì họ cần phải làm đẹp. Đó, thì cái móng tay nó rất là quan trọng nha. Mà gặp những cái hộp cứng á, thì mình sẽ cho chị ở nhà, chị sẽ dùng như vậy nè mọi người. Đó, làm như vậy một cái thế đòn bẩy. Và mình bật cái nắp hộp lên nó rất là ok luôn. Mấy anh bật lên như vậy, đó, nó sẽ bảo vệ cái tay của mình rất là nhiều nha. Cái chức năng em này thấy rất là hay. Đó, mọi người nhìn này nha, bật cái nắp hộp lên. Gặp những cái hộp cứng là mình đàn ông con trai mà mình móc lên là mình còn thấy nó đau cái tay của mình nữa. Đừng có nói chi mà những chị ở gia đình mà đưa cho chị làm. Thật sự, cái này ai cũng trải nghiệm qua rồi hết rồi. Ai cũng biết hết cái cảm giác đó hết. Gặp những cái hộp nó rất là cứng nha. Chứ không có đơn giản giống như là bật cái nắp lon khui lon bia đồ đâu. Không có đâu, những cái đồ hộp nó sẽ rất là cứng. Mà mình cần tới những cái này, những cái công cụ rất là thông minh. Giá của nó là 139.000 cho một cái. Hàng của Kai Made in Japan nha mọi người. Hàng Kai Made in Japan, 139.000 cho một cái này. 146.8 và 146.9. Ở đây em có hai cái đầu tua vít nè mọi người. Đó, thì cái đầu tua vít này giá là 475.000 và cái đầu tua vít này 165.000. Nó sẽ lệch giá nhau rất là nhiều. Và đến từ hai thương hiệu, một là Anex và hai là Vassel. Thì cái 475.000 đây là một cái tua vít hàng cao cấp nhất của thằng Anex luôn rồi nha mấy anh. 72 răng. Nếu như mà 72 răng á, thì nó cái việc nó nằm ở cái chỗ á, đó chính là mình sẽ có được một cái tua vít, cái răng nó rất là mịn và những lúc mà mình cần á, mình dặn nó rất là ok. Nhưng mà khi mà lên 72 răng rồi á, thì mấy anh nhìn nha, nội cái trong cái hình nó cũng miêu tả rồi, 72 răng nè, mấy anh thấy cái răng nó rất là bé. Nhưng mà cái răng nó bé nó vẫn phải đảm bảo một cái lực y chang cái răng lớn. Đó, thì cái thép nó phải tốt hơn. Mà cái thép nó tốt hơn thì nó sẽ cứng hơn mấy anh. Đó, nó sẽ khó gia công hơn. Cho nên phải cần một cái máy gia công tốt hơn nữa mới gia công được 72 răng. Đó là chính lý do tại sao mà ví dụ như một cái chui tua vít tự động bình thường đi, cái răng nó lớn đi khoảng 30 mấy răng. Đó, nó chỉ 200 mấy ngàn thôi, nhưng mà lên 72 răng thì nó tận 475 ngàn. Tại vì rất là đáng cân nhắc mà mấy anh cầm lên như vậy nè, nó rất là sướng. Đó, có 3 chế độ nha. Bên đây, cái này em không có khui ra được, tại vì khui ra là coi như xé siêu rồi. Chính giữa này á, là nó sẽ đứng yên nha mọi người. Đứng yên. Rồi, bên đây thì đó chính là tự động. Mà tự động nó rất là hay ở cái tua vít á, là mấy anh cầm như vậy nè, mấy anh tì con ốc lại và mấy anh cứ dặn thôi. Những cái con ốc rang dài, những cái bước rang ban đầu rất là nhẹ thì mấy anh dặn như vậy nó rất là nhanh luôn. Đó, 475.000 cho một cây. Và đây là hàng của Anex Made in Japan nha. Hàng này là hàng cao cấp nhất của Anex luôn đó nha mọi người. Cái đầu này là đầu cao cấp nhất của Anex, rất là đáng để mua. 475.000 một cây. Mã đặt hàng của nó là 146.8, giá là 475.000. Hàng này về kích cỡ bên ngoài của nó thiết kế cũng giống nhất y chang nhau mà mọi người. Đó, mấy anh thấy không, đều là cái thiết kế hồ lô. Còn bên đây thì cái này giá là 165.000 một cái. 146.9 với 165.000 thì đây là hàng của Vietcell và là hàng Made in Japan. Vietcell Made in Japan thì cái này nó hay ở chỗ đó, đó chính là cái đầu này nó có thêm một cái miếng thép, chỗ này nó rất là cứng cáp. Đó, thì cái đầu này nó bình thường, nó cơ bản, nó không có gì đặc biệt hết. Còn cái này là 400 mấy ngàn. Thì nói chung là hai cái nào nó cũng đáng mua hết, tùy vào túi tiền và nhu cầu của mỗi người. Còn thích nữa thì cho hai cái. Và chuẩn cái đầu vít này đều là chuẩn 6 ly 35 hết nha mọi người. Cái đầu này cũng bằng thép luôn nha, chuẩn 6 ly 35. Đây, 6 ly 35. Để em kiếm với chữ 6 ly 35 không. 6.35mm. Đây, chuẩn 6.35mm, hình lục giác. Rồi, những cái mũi vít thì bên em có bán. Đây, hiện tại là em đề xuất hai cái cỡ mũi vít này. Nó nhiều lắm, 65 rồi 1 tấc, tấc rưỡi, 2 tấc, 3 tấc rồi, nó nhiều lắm. Thì hiện tại em đề xuất mấy anh mua hai cái size này. Đầu tiên là cái size này, đó chính là 65mm,
là chiều dài tổng là 65mm thì giá là 95.000 cho một vỉ chuẩn 6 ly 35, chuẩn lục giác 6 ly 35, 95.000 một vỉ. Như vậy một vỉ này bao gồm hai đầu quýt, để em mở ra cho mấy anh xem. Một vỉ như vậy bao gồm hai cái đầu quýt. Đây, một vỉ như vậy bao gồm hai đầu vít Annex, đều là made in Japan hết men, thấy không? Một đầu bs 2, đầu còn lại là đầu -6, bao gồm hai cây. Và những cái đầu vít này á, thì mấy anh sẽ gắn cho máy bắn vít được luôn nha. Tại vì nó là thép đen, nó rất là cứng. Một vỉ bao gồm hai đầu, 95.000 một vỉ. Em bán vỉ, em không có bán lẻ. Rồi, thì cái bên đây là cái mũi này là mũi 1,5 tấc, giá là 165.000 một vỉ. 1,5 tấc nè mọi người, nó 1,5 tấc đúng luôn. Từ đây tới đây là 1,5 tấc, cái kia là 65. Thì cái vỉ này cũng như vậy, hai đầu, và trên cái này cũng đóng chữ Made in Japan luôn. Đây, để em mở ra cho anh xem. Nó dập riêng với cái đầu vít này thì em thấy nó dập rất là đẹp nha. Đây, để em lấy ra cho anh xem. Nó đóng trên cái phía thân này. Đây, nước sơn khá là dày. Và thằng Annex á, thì cái nước sơn của nó ví dụ như màu vàng hay là đầu bét 2, nó còn màu đỏ đồ nửa thứ màu hết chứ. Nhưng mà bình thường á là nhu cầu của mình là đầu bét 2 nha mọi người. Một đầu bét 2, đầu lại đầu -6, chất liệu là thép đen, cho nên là mấy anh sẽ gắn cho máy bắn vít được. Còn cái chuyện gắn cho máy bắn vít nó sẽ liên quan tới rất là nhiều vấn đề. Cái vấn đề quan trọng nhất thì là cái này nó phải đồng tâm, nó phải đồng tâm và nó thẳng. Như vậy á, lúc mà men gắn lên máy bắn vít á, thì cái mũi khoan á, mũi vít này là nó mới quay đều mọi người. Còn mà nó quan nên nó cong á, men gắn lên cái quay vù 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 vậy nè. Đó, 165.000 cho một vỉ nha. 146.11, 165.000. Ở đây em có hai cái loại mũi vít rất là đáng đi mua. Bình thường thì không thấy, nhưng mà cần tới thì không có dùng. Đó, thì hai size, một cái size là 1 tấc, một cái size còn lại là 1,5 tấc. Đó, đây là 80.000 cho một cái mũi như vậy. 146.12, 80.000 một mũi. Và 146.13, 95.000 cho một mũi. Nó như vậy nè mấy anh. 146.12, 80.000 cho một mũi đúng không? Thì trên cái mũi này có đóng chữ Japan luôn nha. Đóng khá là mờ. Đó mấy anh thấy không? Annex Japan, nó dập lên trên cái thân này luôn nè. Tại cái thân này thép nó rất là cứng mà vị trí này rất là bé nha. Đó, hàng này thì trên thị trường rất là hiếm nha mấy anh. Đây, em mấy bữa rồi là em quay em nói cứ nói không mà không có trường hợp cụ thể. Đây chính là một cái trường hợp cụ thể mà anh mới biết cái sự lợi hại của cái mũi vít này. Đầu này là chuẩn, đây là chuẩn BS2 nha mấy anh, BS2, nhưng mà cái thân này nó chỉ có, đây mấy anh nhìn đi, 4,5 ly thôi, chỉ có 4,5 ly thôi. Đây là một cái tu vít đi, để lấy cái tu vít này, 143.000 cây. Thì cái mũi tu vít này nè, đây là cái tu vít bình thường đúng không? Mấy anh nhìn nè, mấy anh đút vô như vậy, mấy anh nhìn không, nó vướng, nó bị vướng này thấy không, nó rất là nông. Và mấy anh đưa vô sát cái mũi vít không có được, mấy anh nhìn nè, nó rất là khó chịu, nó vướng thấy không. Đưa mạnh vô chạy cái đầu vít nè. Rồi, thì cái mũi vít này nó sinh ra để giải quyết những cái vấn đề này. Đây, nếu như mà một cái trường hợp mà cụ thể hơn nữa, đó chính là những cái aftomat, những cái lỗ, những cái hốc sâu, thì cái mũi vít này nó sẽ sinh ra để giải quyết những cái vấn đề đó, rất là tiện nha. Và mũi vít này gắn cho máy bắn vít được luôn, chuẩn 6 ly 35 luôn, chuẩn lục giác 6 ly 35, có rãnh bi. Đó, 80.000 cho một mũi nha mọi người. 146.12 với là 80, có mấy mũi à, cái này không có nhiều đâu. Và 146.13, 95.000 cho một mũi nha. Mũi này dài 1,5 tấc, từ đây tới đây 1,5 tấc nè, 95.000 cho một mũi. Rồi, nếu như mà không thích chơi cái kiểu là sàn qua lắp lại như vậy thì man có thể chơi cái kiểu truyền thống, đó chính là cặp tu vít hàng của Annex. Đó, giá là 168.000, 146.13 và 146.14, 168.000 một cây. Hàng Annex á, thì cái dòng này là made in Japan luôn nha. Annex thì man cứ yên tâm là made in Japan đi, cả hai đều đồng giá 168.000.
cái màu đỏ là đầu BS2 và cái màu xanh dương thì nó sẽ là đầu trừ 6. Đầu xanh dương này mã là 146.14. Đấy, hai mã. Giá là 168.000 một cây. Thì cây này chiều dài nó là 2 tấc. Hàng Made in Japan. Đó, 2 tấc nha. Cái này không có cách điện nha mấy anh. Này vào chỗ này bằng sắt. Đó, cách điện em cũng có bán luôn. Thì hôm nay em lên cái tu vít này. Nó 2 tấc á thì cái chiều dài của nó sẽ được tính như thế nào mọi người. Đây, mấy anh nhìn nha. Cái tay mình cầm như vậy. Đây, mấy anh nhìn cái tay em cầm nè. Thì cái vị trí 2 tấc là tính từ đầu cái mũi vít. Mũi vít vào tới tận cái ngón tay cái của em đó chính là cái gạch này, cái gờ này. Mấy anh thấy không? Đúng 2 tấc luôn, rất là chính xác. Đó, 2 tấc tính là cái đạn này nè mọi người, 200mm. Còn chiều dài tổng của cái mũi vít này á là 30cm nha, 30cm. Giá là 168.000, 146.13 giá 168.000. Thì ưu điểm của những cái cây tua vít mà nó liền khối như vậy không có lắp ráp thì chắc chắn là nó sẽ cứng và khỏe hơn rất là nhiều so với những anh kia. Tại vì nó là liền khối mà mọi người. Và nó sẽ không có chuyện mà rớt những cái đầu vít ra sử dụng lâu dài này kia đồ. Thì mình nhìn thấy màu đỏ là mình chụp vô cái lần ngay chân cái tua vít này rồi. Mình không có nhu cầu đổi gì hết thì mấy anh chơi kiểu này. Nó khá là tiết kiệm nha, chỉ 168.000 một cây thôi. Còn nội cái chui này thôi, đã là 165.000 rồi. Đó, rất là đáng để cân nhắc. Thì cái này là chuẩn trừ 6, đầu trừ 6 nè mọi người. Made in Japan luôn. Đó. Anex Made in Japan, sao 200mm, 168.000 một cây. Ở đây cái hai cái cây này thì nó cũng mới chén kia. Nhưng mà size này là size 1 tấc. 100mm tính có nghĩa là từ đây tới đây là 1 tấc nè mọi người. Và cái cây tu vít này chiều dài của nó sẽ là 2 tấc nha mọi người. Chiều dài nó là 2 tấc, chiều dài tổng á. Mã 146.15, giá 143.000 cho một cây tu vít đầu BH2 chiều dài 100mm. 146.15 giá 143.000 và 146.16 giá 143.000 cây tu vít màu xanh đầu trừ 6. Đó, Anex hàng Made in Japan chiều dài 100mm, hai mã. Thì bán cái tu vít á thì nó là không bao giờ mà thiếu được cái món này, một cái món rất là đặc biệt. Đây chính là một cái cục tăng khử từ đến từ thương hiệu Anex, giá là 155.000 một cục. Giúp sẽ tăng từ tính thêm rất là mạnh luôn. 155.000 cho cục này nó rất là hay. Nó vừa tăng từ và khử từ luôn nha. Thôi mình nói về chức năng tăng từ của nó đi. Ví dụ cái cây tu vít man dùng lâu ngày nó bị mất từ, hoặc là từ tính nó yếu. Ví dụ như cây này đi. Đó mấy anh thấy không? Nó vẫn có từ tính nhưng mà rất là yếu nè. Yếu thì không yếu đâu. Đồ mới mà sao yếu nổi. Yếu thì không yếu đâu, nhưng mà yếu là kiểu như mà mình muốn kiểu như trâu bò á. Còn yếu thì không yếu đâu, tại đồ mới mà. Đó, thì đây là cái cục tăng từ. Mấy anh lắp như vậy nè. Đó. Khi mà mình lắp vô á thì từ tính của nó sẽ được tăng hơn rất là nhiều, rất là khỏe luôn. Đó mấy anh thấy không? Mình hít rất là nhiệt tình luôn. Đây, hít lên bình thường. Đó, thì một cục như vậy là 155.000, 146.17. 155.000 một cục. Ngoài ra thì mấy anh có thể dùng cho máy bắn vít nè. Hoặc là khi mà mình không dùng tới thì mình cứ cặp vô như vậy. Ốc vít mở xong á thì mấy anh cứ quăng vô đây. Thì việc mình thì mình cứ làm thôi. Và nó không có gớt ốc vít. Cần tới thì có ốc gắn vô mà xài. Nó rất là hay, nó cục này tiện lắm. Nói chung là mấy anh mua tu vít thì mấy anh nên mua cái cục này. À, tu vít mất từ đúng không, thì anh cứ đút vô như vậy và rút ra thì nó sẽ tăng từ tính cho cái cục này luôn rồi, cây rồi luôn rồi nha. Còn mà khử từ á thì anh sẽ làm như vậy. Đó, khử từ làm như vậy. Khử từ thì nói chung là sẽ dùng cái chức năng khử từ cho những cây tu vít mà sử dụng mình cứ khử từ mà những cây mà đã qua sử dụng rồi á. Còn những cái cây này á là hàng mới 100% thì nó đã được 500 điểm kích từ rồi. Khử từ của nó vẫn được nha mấy anh, nhưng mà nó sẽ khá là mất thời gian, làm rất là lâu nha, làm rất nhiều lần. Còn cái cây bình thường mình làm chừng khoảng 5-6 lần là nó mất từ rồi. Còn ví dụ như mà cây mới, hàng mới chăm chăm mà mấy anh đem qua khử từ là như vậy nè. Mấy anh đưa như vậy lấy ra xoay đều hết mặt nó thì làm cái này khoảng mấy chục lần á thì nó mới mất từ hoàn toàn đó. Em cũng thử nghiệm, em cũng làm láng hết trơn rồi em mới biết được những cái chuyện này.
chứ còn hãng họ đưa ra họ chỉ biết là trên cái cục này có tăng từ và khử từ thôi, còn lại là việc xài như thế nào của anh đó. 155.000 một cục, rất là đáng mua nha. 146.17, 155.000. 146.18 là một cái cây mỏ lết đến từ thương hiệu Lobster. Thì ở đây mà mấy anh, mấy cái món này là của khách họ đem qua, họ nhờ thanh lý giúp. Thì em nói lại lần nữa là bên em sẽ hỗ trợ mấy anh bán lại những cái món đồ nghề, nếu như mà mấy anh không có nhu cầu sử dụng cứ đem qua bên em sẽ hỗ trợ mấy anh bán. Em không có mua lại nha, em không mua lại, nhưng mà hỗ trợ bán thì em bán lên giá cả như thế nào mấy anh cứ quyết định. Anh muốn đem bán cái món này lại với giá là như đây tiền, còn lại thì bán xong thì anh có thể dùng số tiền đó anh đổi đồ nghề bên em, hoặc là bán xong anh lấy tiền mặt luôn cũng được. Còn giá cả như thế nào thì cứ liên hệ em sẽ báo giá thương lượng với nhau, tất nhiên giá nó sẽ hợp lý. Hoặc là anh nào mà đang đi nhặt đồ bãi muốn đem về bán lại thì có thể liên hệ bên em luôn nha. Thì nói chung là mình cùng hợp tác nhau và làm ăn thôi. 146.18 giá là 320.000. Đây là một cái cây mỏ lết đến từ thương hiệu Lobster. Cây này là cây mỏ lết hàng made in Japan. Đó, một cây mỏ lết con tôm. Anh thấy không? Rất là đẹp, hàng mới chăm chăm chưa qua sử dụng nha. Và cây này á, cái đặc điểm nó hay ở chỗ á là nó ngắn nhưng mà cái miệng nó mở khủng lắm. Hồi xưa cây này nhiều lắm, rất là nhiều luôn. Chiều dài tổng cây này nè, mấy anh nhìn này nha. Nó chỉ có 25cm thôi nhưng mà cái miệng này trên đây đi cho dễ. Chiều dài tổng là có 25 nhưng mà cái miệng nó mở tới 36, mấy anh thấy không? Nó mở khủng khiếp luôn. Lưu ý rằng một điều là nó có hướng mở con ốc và cấm tuyệt đối không có chuyện chơi ăn gian đút cái ống tiếp vô mở chỗ này, hư hàng hết nha. Đó. Cái mỏ lết này nó hay nhất cái chỗ đó chính là thân nó mỏng. Cái đầu này á, cái đầu chỗ này nè mọi người, nó dày chỉ có 7 ly thôi mà cái đầu chỗ này dày 14 ly và cái đuôi này dày 6.5. Đó, những thông tin này rất là rõ ràng. Giá của cái mỏ lết này là 320.000, 146.18 giá 320. 146.19 thì anh khách này ảnh nhờ bán lại cái combo này. Đó, cái combo này kèm mới, hàng chưa qua sử dụng nha. Hàng mới chăm chăm luôn, khách họ bán. Thì anh khách này muốn bán với giá là 850.000. Cây kìm này là cái kìm cắt dòng của Tsunoda, cây kìm cắt cứng đó mọi người. Đó, dài tới 2 tấc là rất là dài, 2 tấc. Kìm này á nó sẽ cắt kẽm được 2 ly, cắt dây đồng 4 ly và cắt dây điện 8 ly nha. Khả năng cắt rất là khả năng cắt á thì nó cũng tốt hơn so với cây kìm điện. Nhưng mà đây mấy anh nhìn được nha. Cái cánh tay đòn rất là dài thì cái vết cắt của nó rất là đẹp và cắt nó sẽ rất là nhẹ tay, không có đau tay mình. Cái kìm cắt này á mấy anh thấy không, 390. Còn cái kìm engineer này, cái kìm nhọn engineer mà có cái đầu mở ốc luôn, mở ốc te luôn, 680. Mấy anh thấy không, 300 cộng 600 đã là 900 mấy rồi, không tính tới phần lẻ là cái bộ này á là 1.000.000. Thì anh khách này muốn bán là với giá là 850.000, bán cả bộ không xé lẻ cây nào hết nha. Đó, 850.000, cả hai đều là hàng mới 100% chưa qua sử dụng luôn. Đó, anh thấy không? Cả hai đều là hàng mới 100% chưa qua sử dụng. Mấy anh nhìn nè, cái thế cái đòn nó rất là dài đòn nha. Và cái kìm này bên em cũng có đang bán hàng mới luôn nha mọi người. Hàng đây, hàng này là vẫn đang bán hàng mới nha, mới trang gì nè, mới 390.000 một cây. Rồi, cây này là một cây kìm mỏ nhọn đến từ thương hiệu Engineer, hàng mới 100% luôn. Anh khách này mua với giá là 685.000 nè mấy anh thấy không? Đó, mà cái bộ này là 850.000 là đã bao gồm phí ship rồi, rất là đáng cân nhắc để mua. Đây là cái kìm mỏ nhọn đến từ thương hiệu Engineer. Đó, made in Japan mấy anh thấy không? Rất là đẹp. Thì cái đặc Engineer này á, cái đầu của nó là có mở ốc luôn nha mọi người, mở những cái ốc te luôn, y chang cái thằng cái kìm đầu bằng luôn. Đó, và cái kìm mỏ nhọn này cái kích thước của nó sẽ là chiều dài của nó sẽ là bao nhiêu mm đây, để coi cây này size này size mấy, chắc size này 2 tấc quá. Chiều dài 190mm, độ cứng 60HRC và copper wire, cắt kẽm được 1 ly 2 nha, cân nặng là 180g. Đó, và mấy anh nhìn đều là cái kìm mỏ nhọn này á, cái răng của nó thiết kế rất là đặc biệt mấy anh thấy không? Thì cái này kẹp được những cái vật, những cái ton mỏng đồ luôn, những cái ton mỏng, còn bình thường là sẽ là như vậy, những cái ton mỏng mấy anh không có kẹp được. Đó,
mở ốc luôn nha mọi người. Mở ốc á thì nó cho mấy anh mở ốc cái phi cái đầu này nè, cái đầu con tán á, cái phi cái đường kính này nè mọi người, là từ 2 ly cho tới 5.5 mm. Đó, và cái cán này thiết kế cán hình chữ T y chang thằng engineer loại cái kìm điện luôn á. Giá cái combo này chỉ bán combo không bán lẻ nha. Giá bán cả combo không bán lẻ, giá là 850 ngàn đã bao gồm phí ship rồi. Thì khách mua hàng đã từng mua hàng bên em á thì mua hàng giá 850, anh nào mua hàng lần đầu thì chuyển khoản hóa đơn cho 500 em bao ship. Rồi. 146.20 giá là 580 ngàn. Đó thì cây kìm mỏ nhọn này á, cái kìm mỏ nhọn của Lobster nè, anh khách ảnh mua giá với giá 655 ngàn nè, mà anh muốn bán lại với giá là 580 thì mấy anh đã tiết kiệm được 75 ngàn, và tiền ship nữa mấy anh ơi, 580 bên em bao ship nha. Đó thì 75 cộng 25 là mấy anh tiết kiệm được 100 ngàn, mà đây là hàng mới nữa đó. Anh nào mà đang có nhu cầu bán là những món đồ nghề, không cần đồ mới đâu, đồ cũ cũng được, cứ đem qua bên em, nhưng mà đồ phải là đồ Nhật, đồ tốt, đồ xịn nha, còn đẹp nha, còn đem qua em nói trước luôn là đồ tới hui hoặc là đồ mà đồ Trung Quốc mà đem qua thì em không có bán nha, em nói trước là như vậy. Tại vì cũng có vài khách họ liên hệ nhưng mà bán những cái món đồ Trung Quốc á, những cái món đồ mà trên mạng bán rất là nhiều á thì em không có nhận đó. Tại vì kênh của em thì mấy anh cũng biết rồi, hàng hóa thì rất là rõ ràng, phải là hàng chất lượng. Còn nếu như lâu lâu mà mua nguyên một lô nào đó thì nó tồn tại vài ba món thì em bán lên cũng nói luôn. Đây là một cái cây kìm mỏ nhọn đến từ thương hiệu Lobster hình con tôm, hàng mới 100%, giá là 580 ngàn. À, cây kìm bấm chết mà loại mỏ nhọn nha mọi người. Đó, có lưỡi cắt nha, dòng này có lưỡi cắt, hàng mới 100%. Cây kìm bấm chết này size nó là size 150, có nghĩa là đây một tấc rưỡi, một tấc rưỡi nha, hàng mới 100%. Hàng này quay như vậy thì mình cũng hình dung được rồi. Đó, của Lobster, giá là 580 ngàn, giá này thì đã bao gồm phí ship rồi. 146.20 giá 580, 146.21 giá là 400 ngàn. Đây là một cái hộp đồ nghề đến từ thương hiệu Toyo, cái hộp này còn rất rất là đẹp. Một cái hộp Toyo này á, hộp Toyo này á mà nếu như mà đi mua mới á, giá tại thị trường Nhật là khoảng 700 ngàn rồi. Đừng nói chi mà về Việt Nam tiền cước này, chỗ này nó bị cấn một chỗ nha mọi người, cấn nhẹ. Mà rất là đẹp nha, nó nhìn nè, nhìn bên trong nó nè nha. Đó, siêu đẹp luôn á, còn cả cái miếng lót này luôn. Đó, mấy anh thấy chữ Made in Japan không, nó đóng dọc nè, mà nước sơn của nó nè. Đó, những cái hộp này thì mình cũng biết rồi, kiếm được một cái hộp đẹp rất là khó. Còn cái độ chắc chắn của những cái hộp này á, khỏi chê. Tới giờ vẫn ship nữa rồi. Đó, này nha, 1m73, nặng 73kg. Đó, vô tư, không có thành vấn đề, không có chuyện móp méo gì đâu. Mấy cái hộp này thì là siêu cứng rồi. Mà nhìn đó nha, rất là đẹp, hộp này rất là đẹp, 400 ngàn. Rồi, em sẽ đo kích thước. Cái hộp này em có luôn, em có cái hộp y chang à, em rất là thích. Tại vì á, cái hộp này nè mọi người, nó xách đứng như vậy nè. Cái đồ nghề em xách, em sắp xếp trong đây cho đã. Đây em xách cái hộp em ra cho mấy anh coi luôn. Đây cái hộp của em nè, y chang này thấy không, nói là có chứ không có nói dốc. Em rất là thích, tại vì á, nó đứng vậy nè, xách rất là đã, rất là sướng luôn. Nhiều khi á mà mình bỏ đồ nghề vô đây cho đã, tới hồi mà nên xách ngang vậy nè, xách ngang lên cái nó trộn, nó gói tung lên chân rất là khó chịu. Đó, rồi kích thước nha, kích thước bao là 33 nhân cho 13 và chiều cao của nó sẽ là 1 tấc. Đó, rồi kích thước bên trong nha, đo lại nè, 32, 12.5 và độ sâu của nó tới đây này nha, tới đây là 6 phân rưỡi, mà cái này nó còn thêm cái dành trên này nữa, nói chung là tầm 9 đi, không à, 6 phần, khoảng 8 đó, khoảng 8 cm. Đó, cái hộp này đẹp nha, hộp này rất là đẹp á. Đó, 400 ngàn, 146.21 thì giá này chưa bao gồm phí ship nha, 400 ngàn cho cái hộp này. Rồi tiếp theo là một cái mớ đồ điện, dây điện chui cắm này kia rồi, rất là hay. 146.22 giá 100 ngàn một dĩ. Đây, không mua dĩ thì mua lẻ, 35 ngàn cái. Thì mấy cái lẻ lẻ này á là từ mấy cái dĩ này nè,
mà nó gớt ra thôi, nó gớt ra rồi móc cái bao bì mặt nó rách rưới, nó xấu quá thì em mới lấy ra bán lẻ thôi, y chang là không khác gì hết trơn nha. Rồi mấy anh nhớ nha, 146.22 trăm ngàn dĩ. Rồi em quay cụ thể đây, mua lẻ 35.000 cái nha. Đây là những cái đầu chia hàng của National, National và chuẩn Zip Japan luôn nha mọi người, hàng mới 100% nha. Và đây là cái lô thanh lý đồ điện, đây mấy anh nhìn nha. Thì những cái đồ điện của Nhật á, cái mà xịn của nó đó chính là nó bằng đồng, đồng người ta là đồng nguyên chất, và những cái này xài bám biển kết nối điện cực kỳ tốt đó. Và mình nghe tiếng không, một cái cạch nó dính cực kỳ hay luôn nha. Không phải là do là cái chui này cắm vô cái ổ này đâu, mà cái chui này cắm vô cái ổ điện bình thường luôn, nó vẫn bám và cứng hơn rất là nhiều so với cái chui bình thường nha mọi người. Thì đây là một cái đầu chia, và những cái đầu này là hàng mới 100% chưa qua sử dụng nha. Nếu như có những cái vết chày xước xước nhỏ nhỏ là do em ngứa tay em cắm vô thôi chứ bị chân á. Đó, mà nghe tiếng không, nó bám rất là dữ, và cái tiếng của nó lúc mà kết nối vô nghe rất là sướng luôn. Hàng của National, lẻ là 35.000 cái, và một vỉ như vậy là được 3 cái đầu chia 2. Đó, đầu chia 2 rất là đáng đi mua. 35.000 một cái, hoặc là mấy anh có thể mua một vỉ như vậy, 100.000 một vỉ, hàng mới 100%. Y chang nhau à. Ba cái bịch này nó rớt ra là ra mấy cái lẻ này thôi. Đó, 100.000 vỉ hoặc là lẻ 35.000 cái. Thì tốt nhất mấy cái lẻ này thì mình qua nhà mua. Chứ còn mà ship á, thì cái tiền cước của nó lớn mớ là gần bằng cái tiền này rồi. Rồi, 22. Tèo teo không có mã 23. Tới mã 24 nha. Mã 24 á là cái đầu chia hàng của National luôn, National nha. Đó, những cái đầu chia cái này rất là kinh khủng và rất là đẹp. Made in Japan luôn nha, Made in Japan, và hàng này hàng nội địa luôn. 120.000 cho một cái, 146.24 120, hàng còn mới nguyên trong bọc. Một cái này là nó được chia 3 nha mọi người, 1 2 3. Cái hay nhất của nó đó chính là đây, cái này lắc léo nè mọi người, nó đang nằm trong bọc em không có khui được, khui ra cái này nó không có giống như kim bấm, khui ra nó gớt ra luôn á. Đó, đây cái lợi hại đó chính là cái chỗ này. Ví dụ cái tủ này nó đang nằm trong cái kẹt này thì chỉ có cái này nó lắc léo thì nó mới vô được thôi nha. Cái này rất là xịn nha, hàng của National, hàng mới 100%, Made in Japan luôn. 120.000 cho một cái, 146.24, 120.000 chia 3, 1 2 3. Mấy cái này thì mấy anh coi chắc có lẽ là kênh em lần đầu tiên bán những cái sản phẩm, kênh em lần đầu tiên bán những cái món này luôn á, mà hàng mới nha. Đó, hàng này có thể là bao thị trường luôn á, bao qua Nhật mua cũng không có giá này đâu nha. 120.000 cho một cái, giá rất là tốt luôn, đều là hàng mới hết, chưa qua sử dụng. Rồi, ở đây em có được những cái sợi dây điện này, những cái sợi dây nói. Thì cái sợi dây điện này nó đến từ cái thương hiệu là Matsushita, chuẩn Zip Japan, Matsushita. Đó, hàng nội địa của Nhật nha mọi người. Đây là hàng mới 100%, mà cái mớ dây điện này á là họ chỉ có dây thôi chứ không có hộp, cho nên đó là những cái dây điện này là nó bị dơ nha mọi người. Nhưng mà dây của nó thay vì á em có thể lao thì em lao sơ qua hết, lao để sáng dây ra, lao là nó như vậy nè mọi người. Đó, và những cái sợi dây điện này đều là hàng mới 100%, chưa qua sử dụng hết. Và những cái cao su của nó nè, mấy anh nhìn em bóp cái tay này nha, bóp hết ra nha, không hề trắng không gì hết. Tại vì những cái cao su của những cái sợi dây điện của Nhật á, cái cao su của họ làm rất là tốt nha mọi người. Và cái cao su này á chống cháy cực kỳ hay luôn, thật sự. Đây là một cái sợi dây điện, sợi này có sức tải là 1200W và giá của nó là 120.000 cho một sợi, chiều dài tổng của nó là 3m. Đây, những cái sợi này còn mới nguyên nha mọi người, mới nguyên chưa sử dụng luôn. Đây, em rút ra và mấy anh có thể xem những cái đầu kết nối của nó nè, hàng mới nguyên. Và cái nước si con ốc này mấy anh nhìn thấy không, còn nước si 7 màu nha. Và hàng này là hàng nội địa Nhật Bản nha mọi người, chuẩn Zip luôn. Đó mấy anh thấy không, 15A 120V, một sợi như vậy là tải 1200W. Những dây điện của Nhật á thì mấy anh biết là một điều á, đó chính là nó quá tải rất là hay. Thật sự thì em không có kêu mấy anh xài quá tải, nhưng mà nó quá tải rất là hay. Mà nó không hề nóng cái sợi dây điện nha, không hề, cái chống cháy của nó rất là hay, chứ nó không giống như những cái sợi dây điện cho nổi mà anh xài thời gian á. Cái đầu này nè, nó kết nối không tốt nè,
nó sẽ chập cháy này kia đồng, mà vấn đề về điện nó rất là nguy hiểm. Những cái sợi này còn mới nguyên nha, không hề đứt gãy và dây điện của nó vẫn còn kết nối bình thường nha. Đây em vô cho mấy anh xem sáng đèn nha. Đó tức nghĩa là dây điện còn y nguyên nha, thông mạch vẫn sáng đèn. Tiếp tục với lỗ bên đây. Đó, cây bút này rất là hay nha. Đó mình có thể thử được là cái đầu này với cái đầu kia. Đó này đâu sáng đèn đâu, cái đầu này với đầu kia sáng đèn bình thường, dây điện còn y nguyên. Những sợi dây điện này nè là hàng lưu kho mấy anh. Em cũng nói rồi, hàng lưu kho, hàng bãi mà để về tới Việt Nam một cái chục năm. Nè, chùi ra hết nha. Chùi là ra là mà tại vì quay video cho nên là thời gian gấp rút là em chưa có lao thôi. Mà em muốn cho mấy anh biết được rằng á là những cái sợi này nó là còn mới nguyên, không hề mục gì hết. Và những cái này là chùi ra hết nha. Đó mấy anh thấy không? Chùi ra hết nha. Và tất nhiên giao cho mấy anh đó là những cái sợi như vậy nó không có trắng tinh được nha mấy anh. Những cái không có trắng tinh được, nhưng mà sẽ vệ sinh một cái là một cách là hàng mấy anh mua thì nó sẽ nhìn cho dễ nhìn. Đó, giá là 120.000 một sợi trên dây điện của Nhật á. Đây, hàng nội địa của Nhật, về trên sợi dây điện của Nhật là có đóng luôn cái năm sản xuất nha. Mấy anh đợi em tìm. Đây, nãy mới làm xong. Năm 1983, kinh khủng khiếp không? Không ai biết được rằng là một sợi dây điện này sản xuất năm 83 mà mấy anh nhìn nè, nhìn cái tay em bóp này nha. Bóp một cách hành hạ luôn. Đó, nhìn này nha. Cao su còn nguyên, không hề trắng trắng mà trắng kiểu mà cái cao su lâu ngày á mấy anh. Nó không có trắng kiểu lâu ngày rồi bị gãy gì hết nha, cho nên là yên tâm đảm bảo bao hàng về sử dụng. Nước xi con ốc còn 7 màu luôn nha, hàng mới mà. 120.000 một sợi như vậy dài 3 mét. Cái này rất là độc. Thì cái này là mã 25. Tiếp tục là mã 26. Đây, hàng của National luôn. Ủa không, cái này là của Matsushita, là chung với hợp cái sợi dây điện nè. Chung cái hợp chung với sợi dây điện này Matsushita và là Made in Japan. Đó, đồ này đồ công nghiệp nha. 400.000 cho cái đầu này. Đó, cái này là cái gì? Đây là một cái ổ dây điện nhưng mà nó sẽ kéo ra được, nó giống như cái cuộn rulo dây hơi luôn á. Mấy anh nhìn này nha. Đó, mấy anh thấy không? Kéo dài đó nè, kéo dài hết cái video luôn, hết cái màn hình luôn mà không thấy luôn. Đó, và bấm cái nút này. Thu nó lại, kéo ra. Thu lại, cái sợi này kéo ra tối đa được 2 mét nha mấy anh. Đây, tối thiểu là từ 80 và chiều dài tối đa nó 180 cm. Và cái sợi này hàng còn mới nha mọi người, hàng mới chưa qua sử dụng nha, hàng mới chưa qua sử dụng. Thì cái hạn chế của cái này đó chính là cái đầu này, họ sử dụng cái đầu này, và đầu này là đầu kết nối của kiểu công nghiệp. Nhưng mà mấy anh bay này thì dễ mà, về thì mấy anh cứ làm lại cái dắt chui cắm thì dây điện nè. Và nếu như mà anh nào có máy công nghiệp mà sử dụng cái chui này thì xài, không ấy thì cắt ra chế lại thành cái chui của Việt Nam mình. Đó, xài rất là ok luôn. Một cái ổ như vậy nó ghi là tải 1500W, nhưng mà nhìn nè, 15A 125V mà tải 1500W ha. Đây là dây điện, không có thiết bị, cho nên là gắn điện 220 xài bình thường vô tư nha. Đó, thì cái này nó tải 1500W, mấy anh nhân thử coi. P bằng UI. Đó, U nhân Y nè, nó đầy, nó hơn 1500W rất là nhiều. Đó, cho nên là mình lo về sử dụng điện 220, tải nó vẫn 1500W ok nha. 400.000 cho cái bộ này. Đây, dây điện còn mới nguyên nha mọi người. Em thử cái chức năng thông mạch cho mấy anh xem nè. Đó, thấy không, cái đầu này với cái đầu này không sáng nè, đầu này sáng nè. Đó, cho nên là mấy cái này là còn xài vô tư không thành vấn đề nha. Đó, sáng chân nè, thấy không. Đó, rất là hay. Hàng còn mới nguyên, Matsushita Made in Japan. Mấy anh nhìn nè, kết nối với ổ điện này nha. Bám rất là đã luôn. Thật sự những ổ điện này bám rất là sướng. Mấy anh cứ trải nghiệm thử ổ điện của Nhật đi, mấy anh sẽ biết. Cảm giác nó sướng kinh khủng. Hàng mới 100% nha. Dây điện còn nguyên hết nha mọi người. Nó chỉ là dơ thôi. Đó, em sẽ lau sơ lại cho mấy anh. Đó, mà cái nó hay như vậy nè, kéo ra đúng không mấy anh, kéo ra xong khi mà xài xong đúng không, xài xong rồi mình sẽ bấm đây nè, thu nó lại, thu rất là mạnh nha, nhìn này nha,
Đây thấy không, thu rất là mạnh luôn. Ở đây em có được vài sợi nha mọi người. Nó hàng còn mới nguyên, chưa qua sử dụng, made in Japan National. Không biết sao nha, mấy này mới có liên quan với hay, hình như là chung một hiệu thì phải. National. Mà này là Matsushita. Thì chắc là chung hiệu nha, không hết cũng National không đó. Đó 400 ngàn cho một cái cọng như vậy. Thì tải điện của cọng này tất nhiên sẽ lớn cọng này rồi. Nhìn cái bao của nó nè, mấy anh thấy không, chống cháy rất là ghê nha. Rồi thì cái bút này em dùng để thông mạch. Đó chính là chức năng mà dùng để biết được rằng là cái sợi dây điện của nó, sợi này còn y nguyên nha, không hề đứt, không hề gì hết. Đó thì cái bút này bên em vẫn đang bán. Đây là một cái bút thử điện và nó có chức năng thông mạch nha mọi người. Thông mạch thì nó sẽ sử dụng cái viên pin chỗ này, hàng Anex Japan. Thì đây một cái cây bút này với giá 168.000, 146.27, 168.000 cây, hàng Anex. Thử được điện từ 100 cho đến 240V, rất là hay. Thật sự rất là tiện luôn á. Đó, và cái này xài pin cho nên là sử dụng lâu ngày nó sẽ hết pin nha. Mình cứ bỏ ốc ra thay pin bình thường. 168.000 một cây. 146.28, 420.000 một cái cây dao cắt cáp, hàng made in Japan nha mọi người. Hàng made in Japan, có đóng chữ được hết, yên tâm. Đó, mình thấy không, cây dao cắt cáp, cắt cáp, cắt dây điện rồi đó. Cây này rất là bén nha. 146.28, 420.000 cho một cây, hàng mới 100%. Em sẽ cắt giấy cho mấy anh coi, cây dao cắt cáp này cắt giấy được luôn. Để em lấy cái miếng giấy mà anh đợi em xíu. Đó. Đây. Cắt giấy. Ghê không? Hơi bị bất ngờ luôn á, mấy anh nhìn này nha. Đó, hơi bị dữ luôn á. Đó, đây là một cái dao cắt cáp chứ không phải là cái dao gọt giấy hay là dao bếp gì đâu. Cho nên là mấy anh biết được là cái dao này nó rất là bén nha, bén kinh khủng luôn á. Một cái cây dao cắt cáp 420.000 cho một cây, hàng mới 100%, 146.28, 420, ốp gỗ. Đó, có cho móc khóa đồ luôn, hàng của Nhật nha mọi người, made in Japan. 146.28, 420, rất là bén. À, em đo lại cái độ dày và kích thước cơ bản đi. Để có gì cho mấy anh dễ hình dung. Chiều dài tổng của nó khi gặp lại hết là 12, bề ngang chỗ này là 4 phân. Lúc mà vươn ra hết như vậy, chiều dài tổng của nó sẽ là 20 và cái đường lưỡi của nó dài là khoảng là 7.5, khoảng 7.5 nha. Và cái cây dao này á, cái độ dày của cái sống này nha, em đo độ dày sống nha, 3 ly rất là dày. 146.28, 420. Rồi. Và cuối cùng cái video sẽ là những cái món búa. Búa này thì đó giờ lâu lắm rồi mới đăng lên cái đầu búa này. 146.29, giá là 130.000 cho cái đầu búa này. Và cái đầu búa này nặng là 600g, hàng mới 100%, chưa qua sử dụng nha. Đó, và đầu búa này là hàng nội địa của Nhật luôn nha mọi người, hàng thủ công của Nhật nha. Đó, những cái món đầu búa này là chỉ có bên em bán thôi, không còn bên nào bán nữa đâu. Em nói lại là đây là hàng mới 100%, hàng thủ công của Nhật, chứ em không có nói là hàng bãi, hàng cũ, hàng đã qua sử dụng nha. Đang mình đang nói chuyện hàng mới. Đó thì chỉ có kênh em bán thôi nha mọi người. 130.000 trong cái đầu này, 600g, 146.29, nặng 600g. Cái đầu búa này nè, cái đường kính đầu này nè là 35mm. Và chiều dài tổng của cái đầu búa này á, chiều dài tổng của nó, chiều cao tổng nó là 13cm, nặng 600g nha, rất là nặng. 146.30, giá là 150.000, mắc hơn 30.000. Thì cái đầu búa này nó nặng là 650g. 146.30, 150.000 cho cái đầu búa này. Chữ đóng đồ hết nha, có chữ đồ hết luôn. Đó, cái đầu búa này nó to hơn kia, to hơn, nặng hơn, 150.000 cho cái đầu búa này. Em sẽ đo cái đường kính chỗ này đi. 36 thì nó bằng kia mọi người. Khoảng 36, 37, 38 gì đó, tại đầu búa mà. Đó, chiều dài tổng của cái đầu búa này á là
16 cm. Cái lỗ này nè, em đo luôn cái lỗ cho anh luôn. Đó, này là 28. 10. Đó, còn thằng này. Thằng này sẽ là 25. 900 mấy. Đó. Rồi, cái này là 146.30 150.000 cho cái đầu này. 650g. Rồi, 146.31 100.000 cho một cây. Đây là cán búa, hàng này là hàng của Nhật nha mọi người. Đây. Có đóng chữ đồ hết nha. Gỗ để mới không biết gỗ gì, nhưng mà trong cái lô búa là nó có những cán búa này luôn. Thì giá là 100.000 cho một cán búa này. 146.31 100.000 cho một cái. Mà anh nhìn có thể nhìn cái độ hoàn thiện của cán búa này mấy anh cũng biết rồi. Siêu đẹp nha. Không có gì chơi nữa, về quét rồi lên. Đó, bề dày của nó là 15 ly và chiều cao chỗ này là 30. Đó cho nên là đúc những cái đầu búa này bình thường nha. Chiều dài của cái cán búa này á là 36 cm và cái bề rộng chỗ này nè 28. Cầm rất là êm tay nha. Mấy anh nhìn này nha. Nhìn cái độ hoàn thiện của nó nè. Hồi đó em có chim búa nữa mọi người, chim búa hiệu này luôn nè. Hiệu này thì em quên mất tiêu rồi. Đó, tất cả cán búa là đều có đóng chữ hết nha. Giá của nó là 100.000 một cây. 146.31 100.000 cây. Mấy anh mua búa trùng dư mua cán em không có bớt nha. Tại vì giá này em đưa ra là em cũng cân đối rồi. Đó, em đã cân đối về giá rồi. Cho nên là nhiều anh nói là mày bán đầu búa rồi, tao mua luôn cán rồi có bớt hay không. Là em không có bớt. Đó, còn nếu như mà qua nhà đó thì em có thể bớt mấy anh 5.000, 10.000. Em nói trước là như vậy. Rồi, và cái mã cuối cùng trong cái video ngày hôm nay đó chính là 146.32 300.000 cho một cây. Đây là một cái cây búa tạ hàng nội địa của Nhật nha mọi người. Đầu 49 đây. Thương hiệu ở đây. Nó Sotokawa Industry. Đó. Một cái cây búa tạ nặng 1.5 kg. Giá là 300.000 cho một cây. 146.32 300.000 một cây búa tạ. Có đóng chữ nha. Đóng chữ đây, hàng mới 100% chưa qua sử dụng. Đó, nặng 1.5 kg. 1.5 kg là cái đầu nha mọi người, chưa tính cán á, còn cán em cũng chưa cân luôn. Đó thì nói trước là như vậy. Chiều dài tổng cây búa này á là 31 cm. Chiều bề ngang cái đầu này á là 12. Và cái đầu này nó có kích thước là 4 phân. Đó, em đo như vậy khá là hình dung rồi. Mình thấy lớp bóng bóng này không? Cái lớp bóng này là cái lớp dầu bảo quản á mọi người. Đó, cho nên là hàng nó lưu kho tới bây giờ là mình nhìn nè, nó rất là khó bị xét, đó chính là những cái lớp bóng dầu bảo quản đó. Mà anh xài là những cái lớp này nó sẽ chóc đi, nó mới xét. Rồi, 146.32 300.000 cho một cây búa này. Rồi, video này hôm nay chỉ có 32 mã thôi. Mấy anh xem lại coi có món nào phù hợp với công việc thì vui lòng nhắn tin liên hệ đặt hàng cho em qua cái số điện thoại 0777896639. Đẹp Khánh. Thì giao dịch á, em cũng nói rồi. Giao dịch lần đầu thì mấy anh sẽ chuyển tiền trước. Anh nào muốn ship tới nhà trả tiền, nó rõ là anh muốn ship code và sau đó ghi gọi địa chỉ số nhà để giúp em. Bên em sẽ bao ship hóa đơn trên 500.000. Nhưng mà anh nào lần đầu tiên mua hàng bên em á, mà khi ship tới nhà trả tiền, em không bao ship nha. Rồi mọi người có thể đến lấy hàng tại số 137-95 Trần Đình Xu, quận 1. Bên em mở cửa từ thứ 3 cho tới thứ 7, 1 giờ tới 5 giờ chiều. Trước khi qua thì gọi em để xem món hàng còn hay không nha mọi người. Đó thì mấy anh thấy cái video này hay thì cho em xin cái nút like và đăng ký kênh. Cảm ơn mấy anh trong suốt thời gian qua đã xem video ủng hộ hàng bên em. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào thứ 7 nha. Bye bye cả nhà.